Cái mẫu xét nghiệm của Mỹ mình á thì đã được FDA approve, một cái mẫu xét nghiệm mà chỉ cần 5 phút. Rồi China đồ dởm mà 10 phút, bây giờ Mỹ mình làm ra 5 phút. Lên cái đó mình có nhiều lắm, lên đó rồi lên. Cái này nè. Bà hổng có nguyên một cái sợi dây luôn ở đâu mà. Con nhớ không? Nếu khác tại cho con nhảy đó. Đúng rồi. Bây giờ là phải tận dụng những cái này nè, mấy cái này cái đồ chơi của Linh mà nó bằng dây thun á. Giờ phải làm ở ngoài, ra ngoài mua thì không được, bây giờ không biết chỗ nào bán luôn. Phải tận dụng những cái dây này để mà làm cái dây quai của cái mask. À, biết cắt không vậy trời? Cắt làm bậy nghe. Trời ơi, tay cắt từ nãy giờ 6 cái rồi. Đừng thấy giỏi quá rồi đặt hàng mai không có kịp nha. Mà cho nhà nó cũng không đủ nữa nè. Ủa, Linh với mẹ đang làm gì vậy? Làm mask. Bây giờ ở nhà phải tự may mấy cái mask để mình dùng mấy mình về mình giặt xong rồi mình xài lại được. Rồi mấy cái mà N95 mình mua được mình cho nó hết rồi. Giờ mai này mình xài. Chứ cái này mai chắc cũng không dám cho ai đâu. Máy nhà tự xử thôi. Cái okay, con sếp này luôn nè. Đó, đây là thợ chính đi nha, còn đây là hai thợ phụ thôi. Đó, thợ chính cắt rồi. Cô hả? Hả? Cô vậy hả? Ừ, sếp ạ. Còn có một thợ dòm nữa kìa, thợ dòm đứng bên kia đó. Đây, đây, thợ dòm thợ ngó. Thợ dòm phải dòm mới quay được chứ. Chứ anh đụng vô này là nó rách hết à. Cái mát sao mình ngủi trên ảnh rồi nè. Ồ, đồ tí hon vậy. Đó. Mai xong cái mình để cái mát lên mình ngủi. Chút nữa Hiếu mai xong đi rồi mình ngủi. Con làm hai cái rồi. Giỏi quá vậy ta. Xếp vậy hả tỷ? Ừ. Xếp ba cái rồi. Con có ba cái rồi. Hả? Mang vô cái nó phùng rồi. Con xếp được 3 cái rồi. Cái này là 2 bức tranh này của Dê. Cái này 4 cái rồi. Dê Linh vẽ này nha, đó. Cái đó cũng đẹp mà, cái nào cũng đẹp hết. Hai cái này đẹp nhưng cái này đẹp hơn. 4 cái rồi. 4 cái. 4 cái rồi hả, giỏi vậy. Perfume cho con nè. Lên. Cho con ra con lấy nè Linh ơi. Lên. As your request. Phải xịt perfume lên nè. Rồi, em thử coi. Trời ơi. Để lên đi. Đẹp quá vậy. Wow, trời ơi, có kim tuyến bling bling nữa kìa. Rồi hai cái dây hai bên hai màu nữa hả? Thơm không? Hiếu xài dầu thơm gì vậy? Mình trao ra secret của con hả? Rồi nè. Rồi may được mấy cái rồi tỷ? May được 8 cái. Wow. Đây, may được 8 cái. Ba đứa mình dư sức xài. Được một đống. Wow, đã quá. N95 cho người ta hết, giờ đứa còn có một cái hả? Rồi mình bọc cái đó ở ngoài mình xài, mình tiết kiệm. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ 7, ngày 28 tháng 3, 2020. Ở nhà hôm nay không đi đâu hết mà đang làm những chiếc khẩu trang cho gia đình. Còn cái này là đang thiết kế thêm một cái kiểu khác. Để Hiếu Mai thử coi mình đeo vô coi nó được không nha. Cái kiểu này là kiểu mà nó ụp vô cái mặt mình nè. Nó hơi cầu kỳ hơn chút. Còn này thì mình đơn giản, giống như mấy cái mask mà mỏng mỏng mà của bệnh viện họ hay xài. Đầu tiên là mình cắt theo cái rập khuôn này nè. Đó. Rồi xong rồi cái bắt đầu may lên. Nếu mà quý vị muốn mà làm mà quay chi tiết mà chỉ cho quý vị làm thì comment cho Hồng Lân biết. Hồng Lân sẽ làm một cái video riêng để gửi đến quý vì ha. Vì không muốn mất thời gian của nhiều người, nhiều khi nhiều người không muốn làm, giờ mình chỉ coi thành quả thôi, coi được chưa? Không. Được ha. Wow, được quá, cái này được. Cái này đeo nó còn gọn, nó tiện hơn cái kia nữa đó.
đeo thấy nó ôm sát nè, ôm sát nè, đeo nó gọn nè. Là vậy là mình phải đi ra ngoài mình đi mua cái đúng cái vải nó để mình may à. Hôm qua thì chỉ có đủ cái vải để may cho cái này thôi. Cái này thì may nó hơi dài ra, của cái kia thì nó ngắn tới đây, nhưng mà mình muốn làm nó dài á cho nó. Cái lý do mà làm dài đó là Lộc yêu cầu, tại vì á ở trong mình đeo cái mask N95 đó, xong rồi mình đeo cái này ở ngoài thì cái này nó phải dài ra một chút, nên tùy theo cái trường hợp mà mình đeo. Còn muốn đẹp thì đeo này. Nó cứ con à. Ô thơm quá. Đó mẹ. Đó có đâu. Thơm quá à. Dạ, con một phiêu nữa. Con có dầu thơm nữa. Con ơi, lấy dầu thơm xịt cho mẹ đi thôi. Anh này giờ con lấy cái này chia cho mẹ với Hiếu đi, với ba đi. Đó. Đếm coi được bao nhiêu cái. Một. Bạn ngồi nhỏ nè. Nên một. Hai. Trời ơi, ngồi xuống thấy xuống nha. 4 5 6 7 8. Ok. 8 cái. Wow. 8 là X. 8 là X hả? Ok. Hay quá. Hay quá. Giỏi quá. Còn không nói mà không biết á. Trước mắt là mỗi đứa có 2 cái để mà thay đổi. Giờ mình có đồ mình may thêm cái này nữa là có thêm nữa. Thì đủ để sử dụng rồi. Dần mỗi đứa mình có một cái N95, cái mình bọc cái này ở ngoài, rồi cái kia mình về mình khử trùng, máy sấy mình xịt ở bên trong, mình chùi sạch cái kia, mỗi lần là mình chỉ thay cái này thôi, cũng đỡ. Đỡ phải ra ngoài đi kiếm khẩu trang. Ai mà ở nhà mà ai có người khéo tay đó, thì mình lại cứ làm cái này, để mà ở nhà ai cũng có một cái khẩu trang để đeo, để mà phòng bị. Hôm qua lên mạng đọc là bức xúc về cái vấn đề mà cái đồ thử của China đó quý vị. Quý vị biết không, ở Cộng hòa Séc là họ đặt mua 100.000 mẫu và họ sử dụng thì họ nói là 80% là cho kết quả sai. 80% đó là cho kết quả sai. Còn Tây Ban Nha thì họ cũng đã sử dụng và họ nói là kết quả đúng là chưa tới 30%. Và những cái nước mà đã đặt mua của China cái kit thử nghiệm là họ sẽ return trả lại hết. Đó, rồi quý vị hãy nghe cái tin mừng mà của Mỹ. Cái mẫu xét nghiệm của Mỹ mình á thì đã được FDA approve, một cái mẫu xét nghiệm mà chỉ cần 5 phút. Rồi. China đồ dởm mà 10 phút, bây giờ Mỹ mình làm ra 5 phút ha. Là qua tuần sau á là họ sẽ cho sản xuất mỗi ngày là 50.000 kit. Đầu tiên là 50.000 kit và sau đó sẽ cố gắng để làm cho đến được một ngày là 100.000 kit. Như vậy thì cái sử dụng mình sẽ được rộng rãi hơn. Mọi người có thể đến thử được nhiều hơn. Đó là một cái tin mừng của ngày hôm nay. Và Hồng Loan cũng muốn chia sẻ một cái tin mừng nữa, đó là ở Mỹ, ở thống đốc của bang California đó, thì báo tin mừng đến cho chúng mình đó là có 5 nhà băng lớn đó, 5 nhà băng lớn thì họ cho tạm ngưng trả tiền nhà. Quá mừng ha, tin hơi bị mừng á. Đây Hồng Loan vô coi cái chi tiết. Bây giờ Hồng Loan đọc cái chi tiết cho quý vị nghe là 5 cái nhà băng lớn đó là Wells Fargo nè, US Bank nè, Citibank nè, với lại Chase Bank và một cái liên hiệp tín dụng của Credit Union, tất cả là 5 nơi. Thì nhà quý vị nào mà nằm trong 5 cái nơi đó thì chúng ta có thể gọi lên để mà mình xin không có trả tiền nhà trong cái thời hạn 3 tháng. Đó. Rồi bên California đó thì cũng cho những người mà thuê nhà đó trong cái thời gian này thì không có trả tiền thuê nhà cho tới ngày 31 tháng 5, thì chủ nhà không có đuổi ra, nhưng mà mình phải chứng minh, mình phải có giấy tờ chứng minh cho chủ nhà thấy là mình bị tổn hại cái gì trong thời gian này, và phải báo cho họ biết trước 7 ngày, chứ không có thể nào mà tới ngày rồi mình không trả tiền, rồi mình nằm lơ, mình không nói cho người ta biết. Như vậy thì cũng không có đúng. Mình phải làm cho đúng thủ tục nha quý vị.
trong cái thời buổi khó khăn thì mọi người chúng ta hãy chia sẻ với nhau. Mình muốn chủ nhà chia sẻ với mình thì mình cũng phải chứng minh cái điều gì đó để cho họ cảm thấy họ vui khi mà họ chia sẻ với mình. Hồng Loan muốn nói cho quý vị biết để quý vị yên tâm trong những cái ngày khó khăn này hả quý vị? Hôm nay thì mới mở mắt dậy thì cũng nhận được trên Facebook nhiều cái tin hơi bị buồn. Loan nói cho Hồng Loan muốn chia sẻ một cái mất mát của nền điện ảnh của Việt Nam, đó là em gái Mai Phương. Mai Phương là một diễn viên điện ảnh và em cũng có tham gia đóng kịch, cũng có vài lần qua bên Mỹ này đóng kịch với lại Hồng Loan trong cái chương trình của kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển đó quý vị. Thì em bị ung thư đã 2 năm rồi. Có lúc thấy em mạnh khỏe, em ra ngoài, em hoạt động lại bình thường. Rồi cái em lại nhập viện. Em nhập viện mà cũng rất là lạc quan, vui lắm. Giống như bình thường vậy em đó. Tự tin là tự em tin sẽ đó. Qua khỏi. Nhưng mà ngày hôm nay thì sáng sớm nay đã nhận được thông tin em đã ra đi. Xin chia buồn với gia đình của Mai Phương. Thương là thương bé La Vi đó. Bé La Vi còn nhỏ xíu mà đã mất mẹ rồi. Thì trong thời gian mấy tháng trời mà Mai Phương bệnh thì bé cũng không có được ở gần mẹ. Thì xin chia buồn với gia đình của Mai Phương, chia buồn với khán giả đã yêu mến Mai Phương. Buồn, nhưng mà mình phải lạc quan, mình phải yêu đời chút xíu để mình mới vượt qua được cái căn bệnh giống như căn bệnh thế kỷ này. Thì mọi người hãy cố gắng ở nhà và giữ gìn sức khỏe. Chỉ có sức khỏe mạnh nó mới chiến thắng được cái căn bệnh này. Mình cái đầu óc mình nó tỉnh táo thì mình có thể suy nghĩ được những cái chín chắn nhất để mà mình chiến thắng được căn bệnh. Hồng Loan cũng nhận được một cái tin vui, đó là như hôm qua Hồng Loan có nói với quý vị về cái con tàu mà của Navy nó sẽ đến những cái nơi mà cần bệnh viện đó. Thì những con tàu nó là bệnh viện ở trên tàu quý vị. Thì ngày hôm qua đã có một con tàu, phải nói là ở trên mạng thì họ gọi là một cô tàu đã đến cảng của Los Angeles. Hồng Loan chia sẻ một ít hình ảnh của cái cô tàu Navy này cho quý vị xem ha. Trời, cô đẹp lắm quý vị ơi. Và hy vọng cô sẽ đến nơi kịp vừa đúng lúc để mà cứu giúp những bệnh nhân đang bệnh mà không có đủ bệnh viện để mà bệnh nhân nằm. Đây là hình ảnh của cô tàu của US Navy. Ok. Như là ngày hôm qua Hồng Loan có nói với quý vị vấn đề mà shipping đến mà mình phải vệ sinh sạch sẽ đó quý vị. Thì hôm nay Hồng Loan tìm được một cái thông tin rất là chi tiết về cái thời gian sống của con China virus ở trên mọi cái bề mặt đó. Thì Lộc chia sẻ đi, Lộc đọc okay. cho mọi người nghe. Lộc xin đọc nha. Cái đầu tiên á, thì trên da chỉ một vài phút thôi là trên da. Lâu hơn nữa là trên quần áo là 12 tiếng. Lâu hơn nữa trên gỗ là 4 ngày. Wow. Còn lâu hơn nữa đó là trên giấy là 5 ngày. Yeah. Trên hơn nữa là trên kính và kim loại là cũng 5 ngày. Trên vật liệu nhựa từ 6 đến 9 ngày. Trên mà nước bọt mà văng ra khi mà nói á, nó bắn xa tới 2 mét. Mà theo chiều gió nó có thể lan ra 4 mét. Nghe tình thi quá lâu quý vị thấy không? Hồng Loan nói mình để ở ngoài 24 tiếng chỉ là cũng là quá ngắn đó. Nhưng mà Hồng Loan cũng có nói là mình phải lấy cái giấy sát trùng mình chùi mình rửa. Như mấy ngày hôm nay ở Cali gió rất là mạnh vì vậy nên chính phủ cũng yêu cầu gắt gao là không đi ra ngoài, tại vì
nước bọt mà khi ho, khi ác xì nó dâng ra cộng với sức gió thì nó sẽ đi xa hơn nữa. Khoảng cách 6 feet vẫn chưa bảo đảm, quý vị. Quý vị ơi, bây giờ đi tập thể dục ở chỗ đông người là không còn an toàn nữa đâu. Chẳng hạn như ở ngoài bãi biển thì cái gió biển nó thổi rất là mạnh mà nó đưa đi rất là xa. Nên nhiều khi mình đang chạy, mình hít thở không khí, mình đâu có biết không khí nào trong lành, không khí nào nó không trong lành. Lỡ một cái người đo nào đó trước mình, chạy trước mình mà họ bị bệnh, cái con vi trùng nó, con vi khuẩn nó, virus nó bay ngược theo chiều gió, nó bay theo như mặt mình. Mình hít một cái là mình lãnh đủ. Rồi ra công viên, mình cứ tưởng là công viên thoáng mát, gió chứ một cơn gió thôi nó sẽ đưa cái con vi khuẩn nó đi xa. Nhiều khi nó bám lên chỗ này bám chỗ kia, rồi mình tựa gốc cây, hoặc là mình ngồi ghế công viên, hoặc là mình làm những cái gì mà về công cộng, nó dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe mình lắm. Tốt nhất thôi ra ngoài sau có sân vườn nhỏ nhỏ nhà mình tập ở đó đi. Mình có thể mình đi bộ vòng vòng trong cái khu phố của mình. Thì ví dụ mình đi trong khu phố mình mà từ xa mình thấy có người thì mình băng qua bên đường khác mình đi. Giống như mấy ngày hôm nay là mỗi chiều mà ăn cơm chiều xong đó, thì ông Loan cũng đi bộ vậy đó. Mình thấy nhìn từ xa là thấy người, là mình nói là cách xa 6 feet. Nhưng mà nói 6 feet vậy chứ ông Loan đi xa dữ lắm. Tại vì mình nghĩ khi mình tập, người ta tập, người ta chạy hay gì, người ta thở đó, cái hơi thở người ta ra rất là mạnh, cho nên mình cố gắng mình né càng xa càng tốt. Mà cái ngày hôm nay là cái ngày giống như là cái ngày báo động rồi đó, báo động giống như báo động đỏ luôn rồi. Mà sao kỳ quá, người dân bản xứ người họ không có hiểu, họ không có biết điều đó hay sao, hay là họ ít có đọc báo hoặc là đọc trên mạng hay là internet để mà họ tiếp thu những cái mới, thông tin mới nhất. Lộc mới vừa đi chỗ Lowe's về nè, nó cũng giống như Home Depot, nhưng mà nó bán những cái đồ cũng tương tự, nhưng mà tại gần nhà. Lộc chạy đi, tại vì cái nhà bị cống nước của cái toilet á, lâu ngày quá nó bị hư, nó bị chảy nước, cái mình phải mua cái khác mình thay vô. Vô trỏng chỉ có mình Lộc là đeo khẩu trang thôi. Không ai đeo hết. Không ai đeo đó. Trời. Mà nhìn qua nhìn lại thấy có người đeo. Nhìn lại đầu đen. Đúng rồi. Người châu Á, người Việt Nam mình rất là cẩn thận. Sao mà mấy người mà bản xứ họ y quá. Nhiều khi lòng vòng ở Cali họ nghĩ là chưa đến nổi lắm, nhưng mà không phải đâu nha. Nói là Cali, nhưng mà Nam Cali là bị bệnh nhiều nha quý vị. Ở Los Angeles á, bây giờ Hồng Loan nói tổng cộng ở California đó là 4.956 ca bệnh ở toàn tiểu bang California. Nhưng mà Los Angeles không, đã là 1.465 ca rồi. Đó. Rồi Santa Clara, đó là hướng bên Bắc Cali, là 574 ca. San Diego nha, 413 ca. Đừng có ỷ y. Để Hồng Loan coi Orange County coi. Orange County là 321 ca bệnh. Nghĩa là California mà đứng, hôm mới đầu mình nghe mình tưởng ở San Francisco hay là Sacramento rồi nhiều, cho nên chắc lẽ ở vùng này thì cũng yên tâm hơn. Lên mình coi chính xác lại mình mới thấy đó, lòng vòng ở đây là nhiều lắm quý vị. Nhưng mà đi ra ngoài đường vẫn đông người, vẫn bình thường, không đeo mask không có bảo vệ cho mình. Thấy không? Nhiều người lên nói là đeo mask là ích kỷ, phải dùng cái mask đó để cho y tế. Chuyện đó bây giờ ai cũng biết chuyện đó hết. Tất cả mọi người đều chung tay để lo về vấn đề đó. Nhưng mà mình có thể mình may mask, hoặc là những cái mask đó là thật sự là Hồng Loan có cái đó, nên là ở nhà mình có sẵn cũng lâu lắm rồi. Tự nhiên thời điểm này mình có, mình cần sử dụng. Rồi có một hôm thì mua được một vài cái để mà ở nhà mình xài thôi. Và cũng chia sẻ cho mấy em nó làm nurse, cũng chia cho nó bớt, giờ nhà mình cũng không còn. Thì mình may mask mình sử dụng thôi. Đó. Cái vấn đề đó cũng đơn giản mà. Còn không, nếu mà bây giờ có nhiều chỗ họ bán đó, thì cái giá nó cũng cao, thì là cái mask bằng vải đó quý vị. Mình có thể mình mua đó mình xài đó. Chứ bây giờ không có đeo thì không đeo mới là ích kỷ đó. Tại vì mình đâu biết mình có bệnh không. Rồi mình đi ra ngoài mình ho, mình ác xì, mình lây lan cho những người khác. Cái đó mình ích kỷ hơn nữa. Cái đó là ích kỷ. Bây giờ mình cũng không biết nói hay sao nữa. Tại vì Mỹ xứ tự do, cũng không ép buộc, chính phủ không thể ép buộc là bắt buộc phải đeo mask, chưa đến cái mức độ như vậy.
Bởi vì khổ dễ sợ. Mình đeo mask đi ra ngoài, nhiều khi mình cũng thấy ngại ngại. Đi chợ hay gì cũng thấy ngại. Là tại vì rất là ít người đeo. Mà giờ thôi, ngại gì. Mình bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho mình, bảo vệ cho gia đình. Đó là một số ít chia sẻ về cái dịch bệnh ngày hôm nay. Hồng Loan tính làm một cái clip mà mình nói là một ngày không dịch, mà không làm được. Nói tới nói lui, lát cũng phải nhắc tới cái đó, là tại vì trong đầu mình lúc nào mình cũng nghĩ tới vấn đề đó hết. Thôi bây giờ mình nói một cái chuyện vui chút xíu. Từ qua nay thôi à, ở trên Facebook của mình đó là tràn lan cái vấn đề mà mình nói tên, rồi mình nói cho có vần có điệu, mà ai mà nói được cái vấn đề mà nó dính tới cái con China virus này đó thì nó sẽ vui hơn. Thì như Lộc được đọc được cái tên này nè. Chẳng hạn như là tôi tên Hiền, không có tiền, ở nhà ngủ triền miên, sẽ bị điên. Dừng yên. Chẳng hạn như dạ em tên là Victor, ở nhà em nấu thịt kho, ăn riết mặt tròn do. Giờ chuyển ăn bo bo, ăn hoài cũng hơi lo, tài khoản không được to, tiền chính phủ chưa cho, làm sao đi vô mo. Quên, mo đóng rồi, lo. Lo là cười đó. Thôi, đành ngồi nhà ăn no, miễn sao mình không bị ho, lỡ ho sẽ rất rủi ro, có ai cho em lý do. 2 giờ sáng mà em thèm hủ tiếu Mỹ Tho. Cái cậu Victor này làm thơ con bộ hơi dài em, mà có duyên ha quý vị. Có duyên. Giờ nếu mà em tên Lộc thì em nói gì? Em tên Lộc hả? Con biết rồi. Em tên Lộc, không có đi học. Lộc già rồi đâu còn đi học. À đúng rồi, em tên Lộc, em không có đi học, nhưng mẹ ở nhà em phải dạy học. Dạy học riết rồi em phải cọc. Bởi vì em không quen học. Bởi vì em không quen học. Giờ tới phiên Lon á. Em tên Lon, em không đi lon ton. Em ở nhà chăm con nên không có tiền đóng tiền lon. Tiền lon là tiền nhà đó, tiền nợ nhà đó quý vị. Chia sẻ cười chút xíu cho vui. Giờ quay qua coi Linh coi nhà. Linh lại đây, Linh nói cho mấy cô mấy chú nghe coi Linh tên Linh sao. Đó. Con tên Linh, con họ mới biết đóng tiền ở nhà ăn bánh in. Nên bụng con lên xịn vì con virus Xi Jinping. Xi Jinping là virus tập cận bình hả? Thank you. Rồi, ok, không biết có Hiếu có nghĩ ra em tên Hiếu gì không ta? Em ở nhà nên em làm đang chiếu, em ngồi đang chiếu. Chiếu phim. Đang hòa em vẫn thấy thiếu. Chiếu phim. Chiếu phim gì? Rồi ok ngồi đi. Làm phiếu phiếu. Xong rồi chưa? Em xin cứu. Làm phim làm phiếu phiếu. Phiếu phiếu là bắn hả? Phiếu phiếu. Đó là tên của gia đình ba người, gia đình Hồng Loan ha. Bây giờ quý vị hãy comment tên của quý vị ở dưới đây để chúng ta cùng chia sẻ một tí xíu niềm vui trong những cái ngày dịch ha quý vị. Rất là mong chờ những cái câu thơ hay vui dí dỏm của quý vị gửi đến trong cái vlog của Hồng Loan. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau, mình sẽ cùng nhau tâm sự. Nói về những cái điều về bệnh, những cái điều về dịch và một tí xíu những cái niềm vui nho nhỏ trong những cái cơn hoạn nạn này. Tạm biệt quý vị.